Buổi sớm tinh mơ, khi mặt trời vừa hé lộ sau dãy núi xa xa, cảnh bà con giăng lưới bắt cá trên sông Tha La, tỉnh Biên An Giang hiện lên thật thanh bình và dung dị. Dòng sông uốn lượn phản chiếu những tia nắng vàng rực đầu ngày, tạo nên mặt nước lấp lánh như gương. Trên sông từng chiếc xuồng nhỏ lướt nhẹ, bà con cần mẫn thả lưới xuống nước, tay thoăn thoắt kéo, mắt chăm chú quan sát. Không khí buổi sáng yên ả, mát rượi, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Bà con nơi đây từ lâu đã quen với công việc này. Những tấm lưới trắng tinh trải dài trên mặt nước như bức tranh thiên nhiên hòa quyện giữa con người và sông nước. Lưới được kéo lên, cá lớn cá bé quậy đuôi, vẩy nước tung tóe, mang theo niềm vui của người dân khi thấy thành quả lao động của mình. Tiếng cười nói vang lên giữa khoảng không mênh mông, hòa với tiếng sóng vỗ và tiếng chim ríu rít trên bờ, tạo nên một khung cảnh đầy sức sống, nhưng vẫn đậm nét giản dị của làng quê miền sông nước. Trên bờ xa, những căn nhà nhỏ ẩn hiện sau lũy tre xanh rì, tĩnh lặng theo dõi nhịp sống quen thuộc của dòng sông. Mặt trời càng lên cao, tia nắng càng rực rỡ hơn, chiếu sáng cả một vùng rộng lớn. Bà con vẫn tiếp tục công việc, trên khuôn mặt ai cũng toát lên sự phấn khởi, hy vọng vào một ngày thu hoạch đầy đủ. Sông Tha La như một mạch sống, nuôi dưỡng và gắn bó với đời sống của người dân An Giang. Cảnh giăng lưới bắt cá không chỉ là công việc mưu sinh, mà còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa và sinh hoạt cộng đồng nơi đây. Dòng sông hiền hòa, những chiếc lưới căng đầy cá và sự cần mẫn của bà con tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, đầy chất thơ của miền sông nước Nam Bộ. Mỗi khi mùa nước nổi về, kênh Tha La ở An Giang lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đặc biệt là tại bến Cá Linh và Cá Trạch, nơi tập trung đông đúc bà con đánh bắt và buôn bán các loại cá đặc trưng của mùa này. Dòng nước từ thượng nguồn đổ về mang theo nguồn lợi thủy sản dồi dào. Trong đó cá linh và cá trạch là hai loài cá phổ biến nhất, làm nên bức tranh sinh động của cuộc sống sông nước miền Tây. Từ sáng sớm, bến cá Tha La đã rộn rã tiếng người cười nói, tiếng chèo khua nước và âm thanh của những chiếc xuồng nhỏ chất đầy cá cập bến. Cá linh mùa này béo mập, ngọt lịm, là đặc sản không thể thiếu trong các bữa ăn của người dân. Những người phụ nữ đứng bên bờ sông, tay thoăn thoắt cọ cá, cân đo, chia thành từng rổ lớn để kịp bán cho các thương lái. Cá trạch cũng không kém phần hấp dẫn với lớp da trơn bóng, thịt chắc, được xem là món ăn bổ dưỡng, dân dã của vùng đồng bằng. Bến cá như một điểm giao thoa giữa thiên nhiên và con người, nơi dòng nước phù sa cuồn cuộn chảy mang theo sức sống cho bao làng quê. Bà con nơi đây vốn sống dựa vào sông nước, đều tất bật với công việc của mình. Những chiếc xuồng lớn nhỏ tấp nập vào ra, trên mỗi thuyền là niềm vui của người dân khi có một mùa thu hoạch đầy hứa hẹn. Tiếng ý ới gọi nhau, tiếng cười đùa vang vọng giữa không gian mênh mông, phản chiếu sự sôi động và trù phú của mùa nước nổi. Cá linh và cá trạch không chỉ là nguồn thực phẩm quan trọng mà còn là biểu tượng của mùa nước nổi ở An Giang. Khi nước dâng cao, những cánh đồng ngập lụt biến thành biển nước, là môi trường lý tưởng cho loài cá sinh sôi. Đối với người dân vùng này, việc bắt cá linh, cá trạch không chỉ mang lại thu nhập, mà còn là nét văn hóa truyền thống, gắn bó chặt chẽ với cuộc sống. Mùa nước nổi không chỉ là mùa của sản vật thiên nhiên, mà còn là mùa của sự đoàn kết, vui vẻ trong lao động. Từ những bến cá như Tha La, cá linh, cá trạch được mang đi khắp nơi, trở thành món quà quý giá của sông nước miền Tây, góp phần tô điểm cho đời sống ẩm thực phong phú và tình cảm mộc mạc của người dân miền sông nước An Giang. Dính trà luôn à hả? Ở đây là bà con người ta đang giăng lưới thôi cô chú. Ở đây chạy cá không chú? Dính cá nhiều không? Dạ. Thank you.
Buổi sáng hôm nay thì trời cũng chuyển mưa đó cô chú. Mấy ngày hôm nay thì ở quê em mưa quá trời mưa luôn. Mưa nhiều thì con cá nó không có chạy cô chú anh chị. Gắt à? Ngày hôm nay thì trên con sông Tha La này thì bà con người ta thả lưới rất là nhiều luôn quý cô chú anh chị. Dài trên kia thì cũng có người thả lưới trên kia được cô chú. Chú đó bị dính vô đám trà giờ phải nhảy xuống lặn mò lên luôn. Bên cánh đồng phía bên kia là bên Campuchia đó cô chú anh chị. Mấy ngày hôm nay thì trời mưa nhiều, nước nó lên quá tràn lên luôn rồi. Này là đỉnh điểm luôn nè quý cô chú. Một tay lưới mớ thì với cô chú đó tầm tầm cỡ 300 ngàn. Giờ nó dính vô đống trà phải nhảy xuống lặn gỡ. Bên này nước chảy mạnh quá. Cái tài lưới của chú nó bị dính vô đống trà rách hết rồi cô chú. Bữa nay mà chú đó bà không có được dính nhiều là như là lỗ.
Bên đây trúng cá không chú? Không dính ha. Ở đây thì mấy chú đi giăng lưới cá chạch này của chú anh chị. Giờ này mấy chú đem vô bán nè. Ồ, cá chạch. Có nhiều rồi hả chú? Ủa, bữa nay ít vậy ta. Chú bên đây cũng ít xịu à. Bữa nay không trúng hả chú? Trời ơi. Trời, bữa nay yếu quá. Bữa nay vậy là trúng cá linh rồi cô chú anh chị, không có trúng cá chạch. Trời ơi. Ca nó lên đủ mẹ đem lên luôn coi. Ký sáo hả chú? Này hơi nặng nặng nè. Này 2 ký không? Đâu, ký mấy 2 ký gì? Không ai dính ở đâu nữa. Nhưng mà cũng dính cho. Giết đem mấy lên cho giọng oxy coi. Cha tôi đủ ngựa đem vợ đi giao đồng. Báo không à. Ra đồng. Mày mày đâu? Đi mày. Đi mày con út kìa con. Đi mày. Đi cái lô mốt vàng quá giờ anh mượn có tiền dầu anh trời ơi trời ơi trời mấy chú đang tắt nước ra đang vớt con cá linh ra, cá linh để trong cái ghe đục.
mình đi chưa ông Thanh? Mình đi chưa? Đã sửa sản rồi hả? Đã sửa sản rồi hả? Ông dính cái gì ạ? Nó dăng lên nhưng mà dính đặt lên mà. Ông này dăng cái đặt lên mà, nó dăng lên đâu. Cái này là cái cà ghèm này có chút, khi mà người ta muốn nghỉ mát là ta sẽ kéo nó lên dựng lên cái cây đó. Dạ, để chú lui ra cho bên kia vô tiếp. Mấy chú này thì đặt dân lưới cái chạch thôi mà cô chú. Lười ghe ra bớt. Mấy ghe này như là mấy cô chú là ngủ ở ghim trên ghe luôn. Hôm nay chạy cá không chú? Tới cái chạch luôn. Đây cái chạch. Có cá heo nè. Trời dặn luôn à, về sớm luôn à, cho mấy hai ngày về kìa. Vậy đâu? Bến tàu á. Cho mấy hai ngàn về quả thầy. Cho mấy hai ngàn hả? Quá trời. Xuống chi vậy? Xuống chi vậy? Có, 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 có,
72. Tính dành ra mà sao đủ trả cho tôi ba cái gì trả nào có lần trả rồi hả cái linh giăng lưới thì nó to to luôn.
chợ. Cái gì không? Chính khí khỏi cần, cãi cao không? Chính khí.
Chú đang lựa là lựa cái linh ghìa cái gì chú? Linh ghìa. Dạ.
anh gấp đi về cứ chút thứ tôi chưa lựa cho người lại thức đá đá cho anh cái gấp cho anh đó gấp chưa có lựa gì hết trơn. Đợi xíu đi không chưa không đợi ông chạy ông hỏi không gấp ta chưa có lựa được gì chơi mà không ăn cái đó ăn gì vậy. Cái nhỏ.
Ca này khó quá. Cứ chọc đi. Cua đang có lọt xuống. Đập nó mớp ở đó luôn. Cua sao lọt xuống được. Nó bố vừa cứ ngắt hết trơn. Cua nó quấu rồi. Cua cái này chắc cũng có giá hả chú Bà? Có 20-30 hả? Chơi bao đập ở trước nó bao đập luôn. Về vùng ven biên giới núi Sam này thì cô chú anh chị thấy buổi sáng đó, thì bà con người ta lựa khá là nhiều. Những chiếc xuồng thì là ta đi đổ vớn dài rồi người ta ngồi ta lựa ra những con cá linh là gặt cái cô chú để bán cho thương lái, một số thì đã bán cá cho mấy người nuôi cá
kêu bằng cá lóc bông đó cô chú, người ta làm mồi cho cá ăn. Thì về cái vùng này thì cô chú anh chị mình gặp những hình ảnh này rất là nhiều luôn. Sáng thì người dân người ta tất bật với những công việc lựa cá như thế này, có người mà đặt vớn được nhiều á cô chú là tới trưa luôn mới xong, hoặc là có người làm tới chiều luôn. Nói ngồi nữa gan gì nào biết cô chú. Ở dưới sông thì cô chú anh chị thấy thì có anh chú đó đang thả lưới kìa. Thả theo con lưới nó dài dài xuống đó cô chú. Bữa nay nước ở đây lên quá tràn binh luôn rồi. Hôm nay rất là đỉnh điểm luôn rồi quý cô chú anh chị. Tại vì mấy ngày hôm nay ở đây mưa quá mưa. Phía ngoài này thì có anh chú đang thả lưới nè cô chú anh chị. Đó, những cái chai đó là nó làm thành cái phao đó. Thả trôi theo con nước anh chị, tới cái thời điểm nào đó thì người ta thấy lưới nó giật tực tực cái cô chú, người ta sẽ kéo lưới lên thăm.